nghệ thuật ở đâu? Có ví dụ gì đó? Một cái người nghệ sĩ thực sự đó, họ thường chỉ thích khoe nghệ thuật thôi. Họ không thích khoe gì khác ngoài nghệ thuật. Còn nếu như khoe những thứ ngoài nghệ thuật thì đó thường không phải là nghệ sĩ. Thường không phải là nghệ sĩ. Ví dụ như chúng ta cũng không nên lên án hay là kích bác những người mà người ta xài đồ hiệu mấy tỷ đồng, cái đó thôi đồ hiệu mấy tỷ đồng không có gì sai hết. Tôi nghĩ rằng cái xài đồ hiệu đó là cái sở thích của người ta có tiền người ta xài không có vấn đề gì. Cái mà người ta lên án đó là dùng cái túi đó để khẳng định một cái đẳng cấp của mình thì cái đấy nó hơi lố bịch vậy thôi. Tức là cái đó là cái sở thích của mình chứ không phải thứ để xác lập cái đẳng cấp của mình. Nếu mà dùng cái thứ đó để xác lập đẳng cấp của mình thì nó quá luôn về văn hóa, quá luôn về văn hóa, thì tội nghiệp về văn hóa chứ không có gì hết. Xài cái đó không thành vấn đề. Hay là một cái nhìn vào cái giới có học, nhìn vào giới showbiz thì như thế, nhìn vào giới kinh doanh, tức là mình phải minh định được ai là ai, sau đó mình phải minh định được chân giả, thiện ác, chính tà, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là hay, đâu là dở. Thì đây quá nhiều chuyện xảy ra trong xã hội thì mình phải minh định được. Rồi tiếp theo là minh định được mình là ai. Thì trong tất cả cái minh định thì minh định mình là ai là khó nhất. Mình là ai là khó nhất. Mà thường con người ta có bốn cái ngộ nhận phổ biến về mình. Ngộ nhận thứ nhất là ngộ nhận về sự hiểu biết của mình. Ngộ nhận thứ hai là ngộ nhận về cái năng lực của mình. Và ngộ nhận thứ ba là ngộ nhận về cái cống hiến của mình. Và ngộ nhận thứ tư là ngộ nhận về thái độ của mình. Thường mình có xu hướng đánh giá mình quá cao so với những người có thẩm quyền đánh giá mình. Và đó là bi kịch. Thường mình thấy năng lực của mình ở này, sếp mình thấy còn gì, mình thấy cống hiến của mình vậy, nhưng mà công ty thưởng bao nhiêu đây, không bị cần chứ. Mình thấy thái độ của mình là cực kỳ tử tế, mà sao công ty thấy mình bắt đợn, nhá hiếu là công ty này mắt nhìn người nó thế nào. Em tử tế gì mà nó kêu đại khái vậy. Tức là người ta hay nhận về cái cách, về bản thân mình rất là nhiều. Nhưng mà khi mình có cái khả năng minh định thì tự nhiên nó các con